Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn và các đại biểu Hội đồng Dân dân thành phố đơn vị quận Liên Chiểu, gồm các ông bà Lê Kim Anh, Phan Văn Dũng và Phan Thanh Long đã tiếp xúc cử tri Phường Hòa Minh. Tại buổi tiếp xúc, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Liên Chiểu đã báo cáo với bà con cử tri những nội dung dự kiến kỳ họp cuối năm, tình hình kinh tế xã hội thành phố cũng như việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc trước. Cử tri Phương Hòa Minh bày tỏ thống nhất với các nội dung báo cáo đồng thời tiếp tục nêu ra một số vấn đề đề nghị thành phố quan tâm giải quyết trong đó đáng chú ý là việc giải quyết tình trạng ngập lụt đô thị nạo vét hơi thông công thoát nước giải quyết ô nhiễm môi trường biển sau mỗi đợt ngập lụt tiến độ thu hồi dự án chậm triển khai bị đầu tư xây dựng hạ tầng các khu dân cư việc thực hiện một số chính sách xã hội an ninh trật tự tiềm ẩn phức tạp phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân thành phố trần Bước sơn tiếp thu và cảm ơn những ý kiến trách nhiệm của cử tri đồng thời cũng thông tin thêm các vấn đề cử tri quan tâm nhất là các giải pháp trước mắt và lâu dài của thành phố triển khai để giải quyết vấn đề ngập lụt đô thị việc giám sát tình hình các dự án chậm triển khai chậm bằng nhau về định hướng phát triển thành phố theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, việc thực hiện chính quyền đô thị, v.v.